Chào mọi người nha. Thì đang đang ở tại nhà của ba chồng á. Thấy mấy đang nằm ở trên giường mà thấy mấy đứa nhóc nó làm gì nó chạy ra chạy vô nó nhóm lửa á. Tưởng nó làm gì ai về nó hay bắp. Nó hay bắp nó nướng cho nên là đi xuống quay luôn, quay video luôn. Chúng khám phá xem là tụi nó đừng có tụi nó nướng bắp tới đâu rồi. À, mỗi đứa có mỗi cái bắp hết rồi. Vậy là nó đang chờ có than á để nướng bắp đó mọi người. Mưu đồ thiệt chứ. Nướng bắp không nói mở biết chừng luôn. Mờ ngủ mà. Đâu mà nằm chứ ngủ gì. Gái. Cha nướng bắp không nướng sao ông bãi cho mở thêm cái. Mệt nữa hả? Ừ. Ừ đúng rồi. Nó đi bẻ cho mình cái nữa mọi người. Đó, đúng rồi, cháu làm vậy chút nữa nó hư luôn cái đũa của ông nội á. Đây. Mới nói nó mới đi hái cho mình. Cầm mẹ con. Con hái cho. Ừ, con lẹt ra, con lột cái lá ra cho mẹ đi. Không có lấy đũa chăm đấy nó hư hết đũa của ông nội á. Chút nữa trải cái ra rồi nướng chứ không nướng vậy đâu. Đổi với mày hả? Ừ. Bây giờ hai đứa cũng đòi đổi vậy làm sao mà đổi được? Vậy bé Hằng chấp nhận không? Không chứ vậy con thua nó hoài. Bây giờ nó thấy cái bắp của mình hột to nó giành đổi mọi người ơi. Bây giờ ba đứa nó đòi giành đổi với mình luôn. Bây giờ đứa nào xì xì thắng thì mình sẽ đổi với đứa đó. Tại vì có bắp của mình nó ngon hơn, nên già hộp hơn á, tụi nó ưng hơn. Thôi vậy khỏi đi. Khỏi đổi đi để mợ ăn cái đó. Không, con ơi, mày đó đi. Để cho mẹ cái đó. Chứ tụi con giành nhau vậy mà đứa nào không khóc lóc vậy làm sao? Sầu. Sầu. Sầu xì đó, chơi luôn, có chơi có chịu. Vậy là gấu thắng hả? À? Vậy đổi đi gấu hả? À? Để ba Hằng ra kiếm cái nào bự bự như vậy hái đi. Kiếm cho. Không, lỡ con ăn hai cái mà. Hai cái không ăn hết mẹ ăn cho. Gì mà sợ. Từ từ mẹ đi coi cái nào to nhất thì hái. Cái này được không? Con đi kiếm hồi đi cái nào bự nhất thì hái. Ừ cái đó được á, cái đó hồi già rồi, cái đó con thấy không? Cái rau này con thấy cái rau nó màu đen không? Nó chết nó khô rồi, có nghĩa là hái được rồi. Còn hồi nãy con hái cái kia cái rau nó còn tươi á nên nó non. Rồi bây giờ con hái cái đó đi. Con nói cho mẹ cái này nè. Em hái cho. Ừ, đúng rồi, dặn từ từ nó ra. Mẹ cái này to mà. Kiểu này chắc mấy cây bắp nhà ông nội đó không sống sót nổi rồi. Ông nội trồng có 5-7 cây mà nó hái trừng nãy giờ. Bó tay luôn. Xong chưa? Khiêm được chưa? Rồi được rồi, vô. Vô đợt này không có giành vật gì nữa nha. Hên xui, cái này là hên xui. Không có hên xui. Cho bấy nhiêu thôi. Bây giờ có non hay là già gì cũng chịu, cũng phải chịu. Chân vô đất nó ăn mấy cái rau này nè, nó chiên lên nè. Đây. Bắp. Bắp của con. Bắp con. Từ từ. Đe bắp chị chứ. Ừ. Kim. Của con trái dài nhất. Của con là trái thứ nhất. Của con trái đen đen đó. Trời ơi.
bắp của con là trái này nè. Biết. Nấu, nóng đâu. Lại cho em có lỗ thì trái này này. Không. Sao chị nói không có lỗ? Mà cái hộp của em bự hơn. Dạ. To, 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 to nữa. Biết đâu. Anh bị chọn. Nãy giờ nướng cũng lâu rồi mọi người ơi. Bây giờ mình vô bếp kiểm tra tình hình thế nào rồi. Nghe mùi thơm rồi đó. Đứa nào trái quá là lấy đi con. Của ai vậy? Của con trái này nào. Đâu đi coi. Đây, cái này này được rồi đó. Cái này của con gấu của không? Con, ừ. Dạ. Trái con được rồi. Trái của gấu này gấu. Thằng lửa gì đâu. Nó hiu hắt quá. Cho nên nó nướng thành công mọi người ơi. Thơm lắm. Bảo chị hủi thử đi. Hủi thử đi. Đừng có đụng vô luôn. Thơm không? Đâu hủi này coi đây. Thơm á. Thôi cái bắp này nó hơi nóng nóng ăn cũng được nè. Tại vì bắp non á mọi người. Bắp của em thơm. Nhưng mà có thể tối nay đứa nào đó đau bụng thì ráng chịu nha. Bắp của em thơm không kêu. Chị con ăn trái thôi. Rồi, cái này của con. Còn trái này để dành vô tủ lạnh. Ừ, cái đó để dành ở ngoài khỏi đi làm tủ lạnh. Đó, để đó chút nó nguội con lấy. Rồi mẹ đi ra. Thơm không? Thơm. Ăn ngon không? Ngon. Nướng không có gia vị hết cũng ngon luôn à. Dạ. Nướng không rồi cũng ngon luôn. Dạ. Hai đứa kia nó trốn dưới bếp nó ăn rồi, ra đây. Ra đây ăn cho nó sáng nè. Đâu đâu, ăn gì lôm môm vậy? Còn thằng này, ăn hết hả? Ngon không? Ngon. Ngon không ngon? Chưa đã phải nướng thêm cái đó nữa hả? Dạ. Phải, chín rồi nè, sắp chín rồi. Rồi. Thì nó ăn sạch sẽ hết rồi mọi người ơi. Đấy, ăn lơ mơm như năng lơ mơm như chuột gặm hết. Ai con ăn đây. Trái này nè. Ừ, ba cái. Ăn hết ba cái à. Trái con kia là sẽ dài. Còn cái đang nướng. Trái đang nướng nữa, thằng nhóc này. Nhóc này nó ăn chưa đã thèm nó nướng thêm cái nữa nè. Đúng là không cái gì cho bằng cái thích. Thích là tụi nó nướng thôi, thích là đi hái nướng thôi, không cần biết ngon dở, không cần biết nêm gia vị gì không. Cứ hái rồi để lên nướng rồi ăn thôi, không cần nêm gia vị hành tỏi rồi nước mắm, mỡ hành gì hết. Mà ăn xong tụi nó còn khen ngon, khen ngọt nữa. Ăn có cái thằng lớn xíu nó ăn Khiêm. Thằng Khiêm nó ăn không đã nó ăn nướng thêm nữa. Thôi xong coi như mình không có phần. Tụi nó dành hết rồi mọi người ơi. Thôi video của mình tới đây là kết thúc nha. Bye bye các bạn. Nhớ cho 1 triệu người đăng ký. Ok, cảm ơn nha.